Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một cặp đực ba bê lỡ các bạn. Bò này vừa tầm vừa béo nha. Bò tầm 18 tháng tuổi các bạn. Dài hở pin lực, lưng thẳng, xương cối lớn. Đó, dài hở cực kỳ nè, lưng thẳng băng nè, cơ nè các bạn thấy không. Đó, dài hở đòn dài, xương cối lớn, chân móng sò. Xương cối lớn chân móng sò, bò tầm 18 tháng tuổi các bạn. Đó, bò ngang hết biết, đít tròn quay. Mông nè, mông to. Da mỏng, lông sát, đòn dài. Dài hở, da mỏng, lông sát, đòn dài, dài hở. Xương thì cối lớn, chân móng sò hoàn thiện các bạn. Đó, chân móng sò anh em thấy không, hoàn thiện hết nè. Đó, dài hở nè, mông to nè, chân móng sò hoàn thiện nè, xương thì khối lớn, lưng thẳng. Đó, bò bê này tầm 18 tháng tuổi các bạn. Bò bê này tầm 18 tháng tuổi, bò vừa tầm vỗ béo luôn anh em. Đó, ngay khung anh em vỗ béo luôn. Đó, cặp đực bò bê này lai sâu ngang hết biết. Cao 1m3 bò nè. Cao 1m3 bò nè các bạn, 1m3 bò. Đực ba bê này cao 1m3, đít nè. Đít cao 1m34. Đực ba bê này cao 1m3, bò đít cao 1m34. Lưng khẳng, cao 1m3, đít cao 1m34. Lưng khẳng, đòn dài, dây hở. Bò tầm 18 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 18 tháng tuổi. Đực ba bê này lai sâu có ngang nha các bạn. Mông to, da mỏng, lông sát. Pin lực, xương cối lớn, lưng khẳng. Cao 1m3 bò, đít cao 1m34. Cặp đực 3B này thì chủ báo giá là 62 triệu các bạn. Bò tầm 18 tháng tuổi nha. Cặp đực 3B lỡ này chủ báo giá là 62 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha. Còn tiếp theo, pin lực và mỏng lông sát nè, dây hai hòn nè, đòn dài nè. Bò tầm 18 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 18 tháng tuổi. Cặp đực 3B đồng khích nha luôn nha các bạn. Cặp đực 3B đồng khích luôn nha. Lưng thẳng, mông to, da mỏng, lông sát, đòn dài, chân móng sò, xương thì cối lớn. Bò tầm 18 tháng tuổi. Cặp đực 3B này thì chủ báo giá là 62 triệu nha các bạn. 62 triệu. Đồ cận cảnh con này cho anh em thấy luôn. Đây, con này cao 1m3 bò luôn các bạn. 1m3 bò. Đít nè. Đít cao 1m36. Vậy thì cặp đực 3B này ngang ngang nha các bạn. Đều cao 1m3 bò hết các bạn. Cặp đực 3B này đều cao 1m3 bò hết. Bò tầm 18 tháng tuổi. Giá 62 triệu các bạn. 62 triệu. Cặp đực 3B này chủ báo giá là 62 triệu các bạn. Chân móng hoàn thiện, xương cối lớn, mông to, pin lực, da mỏng, lông sát, đồng khích, đều cao 1m3 bò. Giá 62 triệu, bò tầm 18 tháng tuổi các bạn. Vừa tầm anh em vỗ béo luôn nha. Dài hở nè, cặp đực 3B. Dòng 3B nè anh em, vô vỗ béo nó mau lên lắm anh em. Giá 62 triệu, bò tầm 18 tháng tuổi. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là cặp đực 3B lỡ. Bò tầm 18 tháng tuổi, cao 1m3 bò, giá 62 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.